Rồi quà tặng thư nha các bạn ơi. Quà tặng thư thì chúng ta có kiểu tóc mới nè. Rồi tóc mới. Mình sẽ tặng tóc mới cho mọi người nha. Bạn nào thích tóc mới thì để lại bình luận phía bên dưới. Like video này, đăng ký kênh cho mọi người. Cùng với đó là có đồ thỏi vàng, giày thỏi vàng nữa nè, dễ thương lắm luôn á. Hello mọi người, lại là mình của Viking nè. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết làm tất cả nhiệm vụ để nhận Su Skill nha các bạn. Hoàn thành được cái sổ tay lưu niệm nữa. Đây cái sổ tay lưu niệm này các bạn ơi. Bây giờ đầu tiên là các bạn sẽ đi giúp 3 NPC chỗ đây trước nha. Và Rachel sẽ kêu mọi người là đi làm nhiệm vụ là đi gặp đây gặp nhân vật NPC bên cạnh luôn các bạn ơi. Hana. Rồi nhận nhiệm vụ luôn. Và nhiệm vụ lần này cũng đơn giản thôi các bạn ơi. Trong sự kiện lần này cũng đơn giản thôi. Ủa chưa hết được 450 xu rồi nè. Tiếp tục là các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ của Hana nha. Rồi nhiệm vụ của Hana là kêu mọi người đi vô khu cắm trại để mà tìm tìm ai vậy ta? Để mà vô khu cắm trại nha. Thì các bạn có thể là chạy xung quanh khu cắm trại luôn. Hana có thể là chạy ở đầu cổng khu cắm trại nè, có thể là chạy ngay chỗ anh kêu mọi người đi bắt con trùng nè. Mọi người cứ để ý xung quanh thấy chỗ nào mà lấp lánh á là mọi người chạy vô nha. Đã đi tìm tâm tư của Hana hả? Rồi bây giờ mình sẽ lấy phương tiện mà chạy nhanh nhất. À mình thấy rồi kìa. Đằng kia các bạn lấp lánh á. Ôi trời ơi, nhân vật này chạy thất cười ghê mọi người. Ấy chạy thất cười ghê chứ nè, chỗ chạy nhanh dưới vậy, nó chạy không bằng mình đi bộ luôn á. Trời đất ơi, rồi nhắn vô để hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. À gặp bà Rachel. Ok. Chuyển tâm thư hả? Ok, nhận nha. Các bạn quay lại để làm nhiệm vụ nha. Tiếp tục nhiệm vụ của Hana nha mọi người. Hana sẽ kêu mình làm gì đây? À Rachel hả? Nhiệm vụ của Rachel nha. Hana nãy kêu mình đi chuyển lời rồi. Rồi nói chuyện với Leo. Rồi nhận phần thưởng luôn các bạn. Ui, các bạn nhớ nhân 3 lên nha. Nhân 3 lên thì các bạn sẽ nhận được số thu lên và sẽ hoàn thành được cái sự kiện này nhanh đấy. Sẽ nhận được đồ miễn phí xịn sò luôn. Bộ đồ nữ đi học với lại đồ của nam đi học luôn nha mọi người. Trong sự kiện lần này có đồ nữ đồ nam luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm áp phích nha. Nếu bạn nào chưa biết thì nhớ xem nha. Chi tiết nè. Đầu tiên á là do hiện tại là trời đang mưa nhớ bạn, cho nên là kiếm hơi bị dễ. Thấy chỗ nào lấp lánh là mọi người chạy tới nha. Ngay chỗ đó có một cái nè. Rồi mình sẽ đi dò nha. À bên đây hình như có một cái lấp lánh nè. Ngay rác nè các bạn. Ngay chỗ nhà ma có một cái nè các bạn. Chỗ nhà ma nhờ chỗ những chiếc xe đạp nha. Tiếp theo là ngay chỗ mà các anh chạy bộ ở đấy. Ngay chỗ leo tháp upgrade đó các bạn. Chỗ đó upgrade chứ. Rồi quay lại trải nhiệm vụ thôi. Mọi người nhớ xem chi tiết nha. Có những nhiệm vụ mà hơi khó một xíu thì mọi người nhớ xem kỹ để mà làm cho nó dễ nha các bạn. Tiếp tục nhiệm vụ của Hana nữa nè. Tìm ra chỗ tiếp hả? Rồi đi vô trung tâm á. Vô cũng chạy tìm tiếp. À cái nhiệm vụ này giống nhiệm vụ này. Trả luôn nha mọi người ơi. Làm nhanh luôn ha. Bỏ qua cái nhiệm vụ đó. Tại vì nó giống nhiệm vụ cũ. Nhiệm vụ tiếp theo là Hana sẽ kêu mọi người đi xung quanh trường nha. Và mọi người lưu ý nếu mà không, khi mà các bạn nhận nhiệm vụ này rồi nhưng mà không thấy Hana chạy tới để mà dẫn mọi người đi á, thì các bạn ra về nhà nha. Xong cho các bạn ra lại thì các bạn sẽ thấy được Hana nha. Nhận lại nhiệm vụ để thấy Hana nha mọi người. Chạy nhanh luôn. Nhiệm vụ này sẽ chạy xung quanh trường nha. Tới những vị trí mà Hana đã đứng. Xong rồi thì các bạn trải nhiệm vụ được 300 mấy xu nè các bạn. Tiếp theo mình sẽ làm nhiệm vụ của Leo nha. À nhiệm vụ Hana nó có thêm một nhiệm vụ là đi khoai tây gì đó. Thì mọi người chạy bên siêu thị bên trung tâm để mà mua nha. Xong là trải nhiệm vụ cho Hana nha mọi người. Cái nhiệm vụ hồi nãy mình cắt ra mắt kêu hồi nãy mình quên quay khúc đó rồi sao ấy. Còn nhiệm vụ của Leo là sẽ kêu mọi người chạy vô phòng lab để chế cái món vật phẩm này nha. Rồi các bạn đó ở trên bàn có cái bình thí nghiệm này các bạn sẽ lấy nha và sử dụng nó. Xong rồi các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Và lưu ý đừng có dục cái này đi nha mọi người. Đừng có dục cái bình thí nghiệm nó đi nha. Để một xíu có thể làm nhiệm vụ tiếp theo được đó. Giữ nha. Rồi trả nhiệm vụ cho Leo nha mọi người. Được một mớ xu nữa ha. Một ngày chỉ làm được một nhiệm vụ của Leo thôi. 300 xu nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ hoàn thành cái sổ lưu niệm nha các bạn. Trong cái sổ lưu niệm thì có 3 cái nhiệm vụ của 3 NPC thì hồi nãy mình làm rồi. Nếu mà làm nữa thì đợi ngày mai mới làm tiếp được nha các bạn. Đây 3 cái nhiệm vụ đây à. 3 cái nhiệm vụ trên đầu luôn ấy. Rồi mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo ha. Đây, hãy trở thành fan của người khác bằng cách là các bạn nhắn vô tên của một người bất kỳ, xong đó bạn nhắn vô tên của họ ha. Và ở dưới phần chỗ ngôi sao đây nè thì các bạn nhắn vô cho nó sáng xanh lên là các bạn hoàn thành được một cái ha. 5 người như vậy thì các bạn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Nhận xu luôn nha mọi người. Khi mà hoàn thành thì các bạn sẽ nhận được bộ đồ của Hana nữa. Đây, rồi có cái cặp rất là dễ thương luôn. Hãy thử sử dụng
Rayo 2 tinh hồng thì các bạn sẽ vô trong cửa hàng và đổi nha. Đó, hiện tại là mình có hơi bị nhiều xu luôn, cho nên là mình sẽ lấy 750 xu ra để mà đổi, và các bạn vô nhà của mình sử dụng nha. Sử dụng xong thì các bạn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này. Nếu mà các bạn muốn không chế tạo cái này thì các bạn thử vô nhà mình sử dụng đó ha, coi thử là có được hay không. Rồi, được 175 xu nữa. Nhiệm vụ tiếp theo là hãy tham gia 30 tiết học. Ôi, bây giờ mình sẽ ra tham gia 30 tiết học nha. Hiện tại hôm nay trong trường sẽ có đeo bản tên mới cho mọi người ơi. Khi vào trường thì các bạn có thể là lựa chọn giáo viên, học sinh hay gì đó mà các bạn mong muốn ha. Nhưng mà hiện tại là tất cả lớp là đều kết thúc rồi, mình không thể hoàn thành nhiệm vụ này được. Từ từ một xíu nữa ha, ban ngày thì mới có lớp học nha các bạn. Hãy tương tác khác nhau trong trường học. Rồi, tới rồi nè các bạn. Các bạn có thể là lấy cái bình thí nghiệm hồi nãy để mà sử dụng 20 lần ha, sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Hoặc các bạn vô trường có thể là ngồi lên ghế hoặc là làm bất cứ thứ gì thì cũng tính cho các bạn nha. Rồi, xong rồi nè các bạn. Thôi, tiếp theo nữa đó là nhiệm vụ gửi lượt thích đến 300 người. Hình như mình nhớ một ngày trình chỉ được 200 người thôi thì phải. Và là nhiệm vụ này các bạn sẽ cần 2 ngày nha. Đó, các bạn cứ nhắn vô tên và thả tim thôi là sẽ được hoàn thành cái nhiệm vụ này ha. Hiện tại thì đang là ban đêm cho mình không tham gia được tiết học được các bạn ơi. Thì một buổi học thì các bạn sẽ có 5 tiết nha. Vậy là các bạn tham gia 3 buổi thì các bạn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Rồi các bạn ơi, mình có một mớ xu rồi nè. Bây giờ mình sẽ đổi nha. Mình đi kiếm cái gì xịn xịn để mình đổi, mình nhận bằng thưởng nha các bạn. Đây, những bằng thưởng miễn phí để các bạn có thể là đề co. Ê, con gấu, con thỏ hồng à. Đủ rai trời, nhìn dễ thương thế nha. Đổi nè, đổi thử một con một xíu về để coi cho mọi người xem. Dễ thương thật sự luôn. Không biết là ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được hộp quà thứ nhất không ha. Mình sẽ đổi thêm một cái bàn học nữa nè. Bàn 6 luôn. Ui, vẫn chưa đủ, còn 800 mấy điểm. Mình coi còn có gì 800 điểm không. 750 à, một cái radio nữa à. Thôi, quất luôn nha mọi người. Rồi, hết rồi, vậy là ngày hôm nay cũng chưa nhận được hộp quà đầu tiên luôn. Nếu mà nhận hộp quà đầu tiên thì các bạn sẽ hoàn thành được cái sổ lưu niệm hết đi, là sẽ hoàn thành được cái hộp quà đầu tiên á. Bây giờ mình sẽ về nhà cho mọi người xem nhé. Đây, đồ nội thất hồi sáng giờ mình có nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho mọi người xem. Mình mới đổi được cái bàn nè. Ui, xịn. Một cái con gấu thỏ, một con thỏ hồng nè. Cái radio thì các bạn biết rồi đúng không? Cái này thì mình mở trong hộp bóc thăm nè. Ui, nó bự nha mọi người. Ui, mình có 4 cái luôn á. Ui trời, oh my god. 4 cái luôn. 4 cái luôn. Trong cái này là cái lâu đài. Vọng lâu đài à. Xịn thế, xịn thế. Đó, nãy mình mở ra mà chưa ra được mắt. Đây nữa nè các bạn. Ui, ui đẹp thế nha. Cái bàn nữa nè. Bàn ngồi học à. Cái lùm cây à. Cái lùm cây. Cái lùm cây các bạn ơi. Cái bàn này nữa nè, đẹp thế nha. Cái thảm nữa nè. Đấy là những món đồ ngày hôm nay mình đã nhận được rồi các bạn. Để cho mọi người xem nha. Đầu tiên, ui. À, cái ghế. Mình tưởng cái bàn. Cái bàn sao mà ấy được chứ. Ủa, cái bàn này sáng nha các bạn ơi. Có đèn luôn nha. Xịn. Ui, đèn học bài xịn chưa nè mọi người. Có cái laptop nè, mở không được. Thôi, bên này có cái gì nữa đây. Nhắn vô xong có gì. À, cái bàn nó sáng lên nha mọi người. Nhắn cho nó sáng nè. Đấy, nó sáng kiểu mà ánh hồng ấy. Này là kia ghế ha. Ui, cái ghế 3 chỗ luôn. Ui, xưa giờ có ghế là 3 chỗ như thế này như ta. Như lần đầu tiên đúng không. Ui, đẹp thế nhờ. Một cái thác nước nè. Quá là xịn luôn đó mọi người. Xịn. Nồi lâu đài luôn. Wow, nguyên một màu tím tím. Rồi, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Và đừng quên kéo xuống cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha mọi người. Bye bye. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nhé.